Muối là gia vị không thể thiếu với cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 81% lượng muối tiêu thụ hàng ngày đến từ muối và các gia vị trong quá trình chế biến bữa ăn, 11% muối đến từ thực phẩm chế biến sẵn và 7% còn lại đến từ thực phẩm tự nhiên. Bên cạnh đó, muối còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng nước trong và ngoài tế bào, trong lòng mạch máu, đồng thời duy trì áp lực thẩm thấu, điều hòa thể tích máu và huyết áp. Theo các chuyên gia sức khỏe, muối không phải là gia vị ảnh hưởng chính đến lượng đường trong máu. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều muối sẽ khiến cho huyết áp tăng cao, dễ tăng cân và có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc khiến cho insulin hoạt động kém, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cụ thể là tiểu đường type 2. Theo các chuyên gia sức khỏe, đối với các bệnh nhân tiểu đường, nhất là tiểu đường type 2, việc cải thiện chế độ ăn uống rất quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đối với người trưởng thành, mỗi ngày không nên ăn quá 6 gram muối và việc giảm lượng muối ăn hàng ngày được chứng minh là có tác dụng giúp ngăn ngừa các biến chứng. Vì thế, bạn cần cải thiện chế độ ăn uống để kiểm soát tốt đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Với bệnh nhân tiểu đường, mà đặc biệt là một số người mà có nguy cơ biến chứng thận thì chúng ta phải giảm muối. Giảm muối ở đây thì không có nghĩa là chúng ta giảm hơn cái lượng bình thường, mà hiện nay là chúng ta đang ăn quá cái nhu cầu khuyến nghị, và chúng ta sẽ giảm các cái tẩm ướp này trong các cái thức ăn này, và trên cái bàn của chúng ta thì chúng ta hạn chế để các cái gia vị, và chúng ta chấm thì chúng ta không có chấm đẫm, cũng như là khi lựa chọn các cái thực phẩm thì chúng ta chú ý đến cái hàm lượng muối.